cặp đôi biểu tượng cho Harley và Tucker quyết định tham gia một thử thách gậy bóng chày đấu với thuốc nổ. Ai sẽ làm thế giới rung chuyển mạnh hơn? Vòng đầu tiên. Nào Harley, cho bọn anh xem cái gậy của em làm được gì nào. Và anh nghĩ hôm nay của anh rất tồi tệ. Dùng chất nổ này nha. Không có lửa làm sao có khói. Harley có 102. Cô ấy làm được rồi. Vòng 2. Ôi, em tính toán sai mất rồi. May mà bọn anh có thêm một cây gậy khác. Anh là chàng trai có khẩu vị rất đơn giản. Anh thích thuốc nổ. Đây là cách tuyệt vời để mở sâm banh. Và bây giờ chúng ta có một vị khách đặc biệt, Lachen Gelatin. Vòng 3. Cây gậy của em nguy hiểm hơn cả đá Ripton. Một trò ảo thuật thì sao đây? Anh sẽ làm cho cái đầu này phát sáng. Ta-da! Của thiên trả địa. Thành phố này cần một anh hùng mới. Không phải người này. Chà, bây giờ là soda. Vòng 4. 3, 2, 1. Bắt đầu. Dù mình có điên rồ thì anh vẫn là một người đàn ông lịch lãm. Đánh thức người dơ dậy đi, baby. Vấn đề ở đây là có nghiền nát được hay không?
vứt cây gậy đi được rồi đấy, em yêu. Vòng 5. Hasta la vista, baby. Cú đánh đó đúng như mong đợi của anh. Vụ nổ này cũng sẽ làm em ấn tượng đấy, Harley. Người phụ nữ tuyệt vời đã cho anh quả táo này. Vòng 9. Chờ đã, vòng 6 chứ. Vùng này dễ đoán quá. Anh cá là anh biết điều gì sắp xảy ra. Tiếp theo là gì đây? Chúng ta có nên xử lý những quả bóng này hay không? Vòng 7 rất ồn ào đây. Nhìn mà học tập nha. Chỉ vậy thôi à? Bây giờ Tucker sẽ cho chúng ta xem anh ấy sẽ giải quyết như thế nào. Không tội, không tội. Xử lý đống đồ ăn vặt này nhanh gọn nào. Vui đấy chứ. Đưa thêm cho anh ta đi. Và thêm vài vụ nổ nữa nha. Sẵn sàng chưa? Anh bắt đầu này. Tucker, anh có nghĩ là có thứ gì đó ở đây không? Em nghĩ là chúng ta đang bị theo dõi.
mà chúng ta đang nhìn cái gì thế này? Các bạn có thích gặp Joker và Harley của bọn mình không? Bạn sẽ chọn một cây gậy bóng chày hay thuốc nổ? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Và đừng quên đăng ký kênh của bọn mình, nhấn nút yêu thích video và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những video thú vị từ qua.